Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 216, Dĩ Huyết Vi Lộ. Trên bầu trời, Lục Gia đang cười, chỉ là tiếng cười này mang theo sự đau lòng và thê lương, mang theo bi thương khó tả, càng mang theo áp lực nhiều năm điên cuồng. Vì lão tổ hải tinh tộc kia trong tay của Lục Gia, toàn thân sụp nhiều lần, thảm thiết tới cực điểm. Mặc dù thần thông lão tổ hải tinh tộc này quỷ dị, thân thể lần lượt sụp đổ, nhưng sau đó lại có thể tái sinh. Nhưng cũng chính là loại tái sinh này khiến cho Lục Gia càng giết càng thêm điên đảo. Hiển nhiên, cừu địch càng thống khổ càng kêu rên, trong lòng ông ta sát ý càng ngập trời. Vì thế ở giữa không trung, ông ta cơ hồ là đem lão tổ hải tinh tộc kia giống như là róc xương, một lượng lớn huyết nhục rơi xuống, bị làm sắc hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi, nhưng vẫn không tàn được lòng hận thù. Mà trên mặt đất, ánh mắt hứa thành một mảnh đỏ lom. Hắn cũng giết tươi điên như vậy, từ nơi đáp xuống của hắn, trên đường đến tổ miếu của hải tinh tộc, tất cả hải tinh tộc gặp phải đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Hứa Thành giơ tay phải lên, một thanh dao găm sát hỏa trong khoảnh khắc huyễn hóa ra, bước ra một bước, trong phút chốc đến trước mặt một tu sĩ hải tinh tộc, hung hăng cắt qua cổ. Đầu người bay lên, Hứa Thành cất bước đến trước mặt một tu sĩ hải tinh tộc khác, dao găm dùng sức đâm vào ngực đối phương, một đao rồi lại tiếp một đao, cuối cùng vung mạnh, dao găm bay ra, rơi vào cổ hải tinh tộc thứ ba. Trong khoảnh khắc xuyên qua, sau đó Hứa Thành đến, bắt lấy dao găm toàn lực vung một vòng. Nhất thời đầu lại rơi xuống, mà bên trong thi thể ngã xuống, Hứa Thành một lần nữa nhìn thấy tiểu trùng như tơ tằm bị đứt gãy. Số lượng những tiểu trùng này rất nhiều, từng con cuốn vào một chỗ, có người thì một, thoạt nhìn rất quỷ dị. Cơ hồ ở trong cơ thể mỗi một tu sĩ hải tinh tộc đều ẩn chứa. Hứa Thành một đường giết tới, thấy được quá nhiều, thậm chí còn có mấy cái sau khi hắn xuất thủ vậy mà có ý đồ chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng dưới nhục thể cường hãn của hắn, những tuyến trùng này không cách nào chui vào, bị hỏa diễm trong cơ thể Hứa Thành tỏa ra và thiêu đốt. Nhưng sinh mệnh lực của tiểu trùng này rất ngoan cường, hỏa diễm chỉ làm cho nó có chút vặn vẹo, vậy mà không cách nào lập tức giết chết. Cuối cùng kim mô thôn vệ mới đem chúng hoàn toàn diệt sát. Đồng thời Hứa Thành cũng nhìn ra, ngoại trừ chúng quỷ dị ra, dường như còn có thể ảnh hưởng đến ý chí và linh hồn của tu sĩ hải tích tộc. Bởi vì hắn có vài lần rõ ràng nhìn thấy những tiểu trùng này hiện lên từ trong mắt những tu sĩ hải tinh tộc, mà mỗi một lần hiện lên đều sẽ làm cho tu sĩ hải tinh tộc phát cuồng, không sợ sinh tử mà vọt tới. Đồng thời với sát hỏa thôn hồn kinh, Hứa Thành cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nuốt hồn không trọn vẹn, tựa hồ trước đó đã bị thôn phệ đi nhiều rồi. Về phần khí huyết bản nguyên cũng là như vậy, kim ô luyện vạn linh hút đi, mặc dù có thu hoạch nhưng cũng không lớn. Giống như cả hải tinh tộc này, bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế nội chất đã bị lực lượng nào đó cắn nuốt chẳng còn lại bao nhiêu. Lục Già nói rất đúng, trong hải tinh tộc này đích xác cất giấu đại bí mật. Hứa Thành nghĩ đến lời nói của Lục Già, nhưng lúc này đối với hắn mà nói, chuyện này không quan trọng. Thân thể Hứa Thành lắc lư, kim ô gào thét phía sau đó mạnh mẽ lao ra, đem 6 tu sĩ hải tinh tộc phía trước hắn bao trùm, trong khoảnh khắc cắn nuốt. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông ở trong thiết thiêm màu đen cũng ngờ xa xuyên thấu qua trên người một tên rồi lại một tên tu sĩ. Mỗi một lần xuyên qua, lão đều sẽ tản ra lôi đình oanh sát sinh cơ. Mà cây bóng cũng giống như vậy, trong phạm vi bao trùm của nó, đông đảo tu sĩ hải tinh tộc trong cây bóng mở mắt ra đang điên cuồng thôn phệ. Mặc dù rất nhiều lúc không chờ nó cắn nuốt xong, đối phương đã bị Hứa Thành cùng với lão tổ Kim Cương Tông giết chết, nhưng nó không buông tha, mà trung quy vẫn bị nó khống chế thành công. Thường thường ở thời điểm này chính là lúc bóng tối bao trùm, nó sẽ khống chế thân thể đột nhiên lao ra, ngửa mặt lên trời cười dài, sau đó trực tiếp xông vào trong tộc quần tự bạo. Nhưng những điều này vẫn không phải là ngọn giáo sắc bén nhất mà Hứa Thành hôm nay tung ra để giết chóc, chân chính làm cho đội trưởng đi theo phía sau cũng phải kinh hãi là đám hắc vụ xung quanh Hứa Thành. Những tiểu trùng này tạo thành hắc vụ khuếch tán ra, những nơi đi qua đều vô kiên bất tồi, không vật gì là không thể cắn nuốt. Bất kể là cây san hô hay là tu sĩ hải tinh tộc,
phàm là bị chúng nó chui vào sẽ điên cuồng cắn xé. Các loại tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng quanh quẩn, ngay cả những tuyến trùng kia cũng đều là thức ăn của tiểu hắc trùng, nhưng rõ ràng thôn phệ không thuận lợi lắm, thường thường cần lượng lớn xông tới mới có thể chấn áp tuyến trùng. Nhưng vô luận là như thế nào, ở trên chiến trường này, trong lòng Hứa Thành tích tụ hoàn toàn được phóng thích, hắn một đường đi về phía trước, một đường giết chóc. Đến cuối cùng, khi Hứa Thành đi tới tổ miếu của hải tinh tộc, toàn thân hắn đã đều là máu tươi, phía sau vô số thi hài. Bên ngoài tổ miếu, bốn đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Bốn đạo thân ảnh này chậm rãi gần đầu, lộ ra khuôn mặt tràn ngập gân xanh. Bọn họ cũng chính là hải tinh tộc, nhưng có chút khác. Đầu tiên là khí tức của bốn người này đều đã vượt qua ba đoàn mệnh hỏa, nhưng không đạt tới bốn đoàn mệnh hỏa. Tiếp theo là gân xanh trên mặt bọn họ, những gân xanh này đều đang nhúc nhích, tựa hồ bên trong tồn tại tuyến trùng to lớn, đang bỏ lúc nhúc trong cơ thể bọn họ, cho nên mới hình thành những sợi gân xanh này. Ngay khi bọn họ nhìn về phía Hứa Thành, Hứa Thành cũng thấy được phía sau bốn tu sĩ này, tổ miếu bên trong đại môn. Một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi ở một chỗ lò luyện đan, đang toàn lực luyện đan. Tu sĩ này trung niên mặc trường bào màu xanh, theo kim tuyến, hình thành đồ án phức tạp, lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Đồng thời trên đầu của gã còn mang theo một chiếc mũ như đế quan. Ở trên người của gã, một thân tu vi kim đan đã không ngừng tản ra, đồng thời trên mi tâm còn có một ấn ký hải tinh. Từ xa nhìn lại, vẻ mặt trung niên tu sĩ này không giận tự uy. Cho dù bên ngoài giết chóc ngập trời, tộc quân sinh tử hạo kiếp, nhưng tựa hồ không động đậy, vẫn nhắm mắt khoanh chân, không ngừng thôi hóa lo luyện đan. Phảng phất đối với gã mà nói, cho dù cả tộc quân không có cũng không có gì to tát, chỉ cần đan dược trong lò luyện đan thành công là được rồi. Gã chính là tộc trưởng hải tinh tộc, cũng chính là con nối dõi của lão tổ hải tinh tộc, đang thê thảm vô cùng giữa không trung. Cơ hồ ở ánh mắt Hứa Thành rơi vào trên người tộc trưởng hải tinh tộc này, sát ý trong lòng đã bùng lên. Bốn tu sĩ hải tinh tộc bên ngoài tổ miếu đồng loạt đứng lên, vẻ lạnh lùng trong mắt của bọn họ như không có bất kỳ tâm tình dao động nào, và ở trong đồng tử có từng sợi chỉ trắng to bằng chiếc đũa. Sau đó bốn người vừa động, phóng về phía Hứa Thành, tốc độ cực nhanh. Mỗi người đều tiến vào huyền diệu thái, bày ra chiến lược ba đoàn mệnh hỏa. Trong khoảnh khắc tiếp cận, phía sau bọn họ đều có khối u khổng lồ từ sau lưng phồng lên, hóa thành bộ dáng sao biển, tựa như kích thích thân thể, khiến cho trong miệng bốn người này đồng loạt gầm nhẹ. Mỗi người đánh ra một quyền. Một quyền này khi đánh ra, xung quanh vạn vẹo, uy lực cuồng bạo, tựa như không gì không phá được. Hứa Thành không né tránh, đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, kim mô sau lưng tê mình, cuối người bao phủ Hứa Thành, lồng vũ màu đen hóa thành đế bào, ngọn lửa đuôi phượng trở thành áo bào. Gần đầu lên, tựa như đội vương miện thượng quan cho Hứa Thành. Một tiếng giống cuồng bạo phối hợp với khí thế bá tuyệt, khiến cho Hứa Thành tựa như một thiếu niên thần hoàng, ánh mắt cũng từ trong lúc khép lại bỗng nhiên mở ra. Tiếng nổ vang chợt bùng lên, bốn tộc nhân hải tinh tộc xung quanh hắn toàn bộ thân thể cuồng chấn. Một quyền của bọn họ đánh ở xung quanh Hứa Thành căn bản là không cách nào lay động. Kim bồ luyện vạn linh một chút nào, bấy giờ càng bị cắn trả, toàn bộ lui về phía sau. Nhưng đã chậm, theo Hứa Thành mở mắt ra, hắn bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt một người, tay phải nâng lên, không để ý đến huyền diệu thái của đối phương, nắm lấy cổ của y, hung hăng bẻ một cái. Giặc một tiếng vỡ vụn, thế thiên bồ đen cũng gào thét lao đến, điên cuồng đâm xuyên qua thân thể, xuyên qua rồi lại xuyên lại 7-8 lần. Ngay sau đó, Hứa Thành buông tay, sau lưng áo choàng vung mạnh, cả người hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tu sĩ hải tinh tộc thứ hai, đang nhanh chóng lùi lại, hung hăng đâm tới. Ầm một tiếng, tu sĩ hải tinh tộc này gào lên thê lương, còn đang lùi lại, nhưng tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn. Lần thứ hai va chạm, lại một tiếng vang lên, cái thứ hai này, đầu tu sĩ hải tinh tộc nổ tung. Không dừng lại, bấy giờ lực lượng tiểu trùng hắc sắc hình thành sương mù đã tràn ngập ở trên người tu sĩ hải tinh tộc thứ ba đang lùi lại, nhanh chóng chui vào bắt đầu thôn phệ. Trong lúc tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Hứa Thành đã đến trước mặt tu sĩ hải tinh tộc cuối cùng. Ở trong lúc đối phương còn đang hoảng sợ, kim mô ở trên thân Hứa Thành mạnh mẽ lao ra, nhất thời một mảnh sát hỏa âm ầm bùng nổ, đem tu sĩ này bao phủ ở bên trong thiểu sống. Tất cả đều phát sinh trong khoảnh khắc. Ngay khi bốn người hải tinh tộc kia chết, khí huyết của bọn họ dâng lên, linh hồn của bọn họ bị tản ra, huyết nhục của bọn họ bị cắn nuốt. Nhưng đáng tiếc, tựa như một khối thịt bị làm lạnh nhiều năm mà giải phong, vừa không có chất dinh dưỡng,
cũng không có hương vị, so với gân gà còn không bằng. Hứa Thành phất tay, tất cả thi cốt xung quanh đều tiêu tán, trở thành tro bụi tàn ra. Có một ít bị gió cuốn đến trước mặt, từ trong ánh mắt hắn bay qua, nhưng không cách nào hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thành. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung bên cạnh lò luyện đan trong tổ miếu, tộc trưởng Hải Tích tộc đang luyện đan kia. Cùng lúc đó, đội trưởng từ phía sau Hứa Thành đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, trong tay cầm một quả táo, không biết vì sao lại màu đen, vừa ăn vừa nhìn tộc trưởng kia. Ôi dồi ôi, tiểu sư đệ, người xem người này giống như đã chết vậy. Đội trưởng mỉm cười mở miệng, ngay khi gã vừa mở miệng, tộc trưởng Hải Tinh tộc bên cạnh lò luyện đạn kia, ánh mắt mở ra, một đạo thần quang từ trong mắt của gã, như thiểm điện lóe sáng. Sau đó trong đầu Hứa Thanh đổ vang, một cỗ uy áp thật lớn tựa như bão táp đập vào mặt. Nhưng ngay sau đó, theo mặt dây chuyền trên cổ hắn chợt lóe, cỗ uy áp này tiêu tan. Đội trưởng bên kia cũng phải lùi vài bước, trong mắt có phù văn lấp lánh. Vẻ mặt mang theo một chút điên cuồng, liếm liếm môi, trong kẽ răng dính một ít quả táo màu đen. Hứa Thành, chúng ta cùng nhau ra tay, đánh chết hắn, thế nào? Hứa Thành gật đầu, trong khoảnh khắc sau đó hai người đồng thời lao ra, phóng đến tộc trưởng Hải Tinh tộc, đang mở mắt trong tổ miếu. Trong mắt tu sĩ Kim Đan này lộ ra một tiếc kỳ dị, bỗng nhiên nở nụ cười. Thú vị lắm, không nghĩ tới địa phương nhỏ này, vậy mà có thể nhìn thấy đám gà con các người, gặp phải Kim Đan còn dám sồng tới. Thời gian cũng đủ, liền chơi đùa cùng các người. Chương 217, băng hỏa song sát. Trong khoảnh khắc đội trưởng cùng với Hứa Thành sông tới, lời nói của tộc trưởng Hải Tích tộc này quanh quẩn xung quanh, đứng lên bước về phía trước một bước. Ngay sau đó cước bộ hạ xuống, thân thể lại xuất hiện thân ảnh trọng điệp, tựa hồ có hai luồng oan hồn hư ảo bốc lên trong cơ thể, phóng thích ra ở hai bên trái phải. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tộc trưởng Hải Tích tộc này trực tiếp lên từ một hóa thành hai, thành hai thân thể giống nhau như đúc. Mỗi người đều vọt tới đội trưởng cùng với Hứa Thành. Tốc độ cực nhanh, một thân thể ngay sau đó đã đến gần Hứa Thành, giờ ngón tay trỏ phải lên điểm hướng mi tâm Hứa Thành, khóe miệng cười lộ ra một nụ cười trào phúng. Theo ngón tay hạ xuống, một cỗ uy lực gập trời âm ầm bùng nổ, còn có một thân lực lượng kim đan chấn áp khắp nơi, khiến cho Hứa Thành chấn động. Mệnh hỏa trong cơ thể như bị cuồng phong tập kích, phiêu diêu tử như sắp bị dập tắt. Mà đúng lúc này, lão tổ Kim Cương Tông biến thành Thiết Thiềm gào thét đến gần, muốn ngăn cản, nhưng lại bị tộc trưởng Hải Tích tộc này búng nhẹ va chạm. Thiết Thiềm nhất thời chấn động, nhanh chóng cuốn ngược lại, thậm chí trên đó còn xuất hiện một vài vết nứt. Sau đó tộc trưởng Hải Tích tộc này giơ chân phải lên, hung hăng đạp xuống mặt đất. Mặt đất nổ vang, ngay sau đó cái bóng xuất hiện ở dưới chân toán loạn. Chỉ có như vậy thôi sao? Tộc trưởng Hải Tích tộc lắc đầu, ngón tay điểm một chỉ vào mi tâm Hứa Thành, mắt thấy sắp hạ xuống. Nhưng đúng lúc này, kim mô ở phía sau Hứa Thành trong khoảnh khắc huyễn hóa ra, hung hăng tràn ra hấp lực. Thân thể tộc trưởng Hải Tích tộc dừng lại, có chút mơ hồ, nhưng vẫn đặt ở trên mi tâm Hứa Thành. Chỉ là trong một khắc chỉ tới, ngọn lửa kim mô hung hăng cũng quét tới. Hứa Thành hiện lên vẻ điên cuồng trong mắt, lại không hề né tránh, lấy đầu của mình va chạm cùng với ngón tay. Kim mô có chút suy sụp, nhưng mạnh mẽ hút được một tia khí huyết, mà trán của Hứa Thành cũng toàn lực va vào ngón tay của tộc trưởng Hải Tinh tộc này. Trong tiếng nổ vang dội, trong mắt tộc trưởng Hải Tinh tộc này lộ ra tia sáng kỳ dị, ngón tay của gã trực tiếp đứt lìa, mà cả người Hứa Thành thì âm một tiếng, bị đại lực này cuốn động ném về phía sau. Phòng hộ bên ngoài thân thể đến từ mặt dây chuyền khiến cho hắn không có bất kỳ thương thế nào, duy chỉ có chấn động làm cho khí huyết trong cơ thể quay cuồng. Nhưng rất nhanh, hắn liền xoay người rơi xuống mặt đất, gần đầu nhìn chằm chằm vào tộc trưởng Hải Tinh tộc, trên mặt từ vẻ kỳ dị biến thành kinh ngạc kia. Mà đội trưởng cũng đối mặt với một thân hình khác của tộc trưởng Hải Tinh tộc, đối phương cũng giơ ngón tay lên, cũng chỉ về phía mi tâm của đội trưởng. Nhưng cách giải quyết của đội trưởng lại không giống với Hứa Thành, trong mắt từng đạo phù văn lấp lánh, ngay sau đó phong ấn được cởi bỏ, khí thế toàn thân không ngừng bùng nổ, giống như Hứa Thành không né tránh, lựa chọn không lùi mà tiến. Đội trưởng cũng không phải dùng đầu va chạm với ngón tay của tộc trưởng Hải Tinh tộc, mà là mở cái miệng rộng ra, trong mắt lộ ra sự điên cuồng vô tận, hướng về ngón tay của đối phương mà cắn tới. Tất cả những chuyện này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế đều là đồng loạt phát sinh. Tộc trưởng Hải Tinh tộc phân hóa thành hai thân thể, cùng lúc đó ra tay với Hứa Thành và đội trưởng. Tiếp theo đó, ngón tay tộc trưởng Hải Tinh tộc này đã bị đội trưởng cắn trúng, rắc một tiếng,
mặc dù không bị cắn đứt, nhưng da thịt lại bị cắn rách, khiến cho máu tươi chảy ra. Mà đội trưởng thì vỡ mấy cái răng, lui ra sau. Nhưng trong mắt vẫn là sự điên cuồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy ra một tấm thuẫn, ngăn cản lực lượng kim đan, lại bị quăng rất thật ra. Thú vị. Hai thân hình của tộc trưởng hải tinh tộc này đều cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, sau đó thân thể dung hợp cùng một chỗ. Sau khi hóa thành một thể, thương thế của ngón tay cũng khôi phục. Một thân tu vi kim đan bùng lên, ánh mắt Hứa Thành đau đớn, chấn động toàn thân. Có một loại cảm giác tựa như mặt trời đang trùng kích vậy, nhưng sát khí vẫn cứ bốc lên ngùn ngụt. Đội trưởng cũng vậy, mặc dù thiếu mấy cái răng, nhưng tựa hồ càng thuận tiện hơn với đầu lưỡi. Liếm liếm môi, thậm chí còn có tâm tình nhếch miệng cười về phía Hứa Thành, lộ ra vẻ đắc ý. Mà sau đó, tộc trưởng hải tinh tộc liền hừ lạnh một tiếng, lại bước ra một bước, thẳng đến chỗ đội trưởng. Nhưng ngay khi đi không tới được 3 bước, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vết thương trên ngón tay vừa rồi hoàn toàn khép lại, lúc này rõ ràng xuất hiện màu đen, phảng phất bên trong có rất nhiều độc tố đang lan tràn khắp toàn thân gã. Trước mắt nếu có người có thể nhìn xuyên qua thân thể của tộc trưởng thì sẽ nhìn thấy trong cơ thể tộc trưởng nhất định sẽ tồn tại rất nhiều tiểu hắc trùng. Chúng đó đang điên cuồng cắn xé trong thân thể tộc trưởng, tản ra rất nhiều dị chất và kịch độc. Đây là sự phối hợp của Hứa Thành và đội trưởng. Hứa Thành biết rõ thói quen ra tay của đội trưởng. Dù sao ở chỗ tượng thần hải thị tộc, đội trưởng đã dám gặp một miếng, mà bạch tuộc kim đan đội trưởng vẫn cứ liều mình cắn tới. Cho nên lúc trước đội trưởng ăn táo, Hứa Thành đã khống chế tiểu hắc trùng đi qua, mà đội trưởng phát hiện cũng không thèm để ý, mặc cho những tiểu hắc trùng kia giấu ở trong kẽ răng của gã. Vừa mới rồi hùng hằng cắn rách da thịt, bởi vậy mà tiểu hắc trùng thuận lợi chui vào. Lúc này sắc mặt tộc trưởng hải tinh tộc biến đổi, đội trưởng nhe răng cười, vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng lại càng nặng, trực tiếp vọt về phía đối phương. Hứa Thành cũng như thế. Trong khi lao ra, cái bóng dưới chân Hứa Thành khuếch tán ra mạnh mẽ, bao phủ xung quanh, hình thành ảnh vực. Đồng thời tất cả lôi phù ở trên thiết thiêm đều đang bộc phát. Kim Mô gào thét phía sau lưng Hứa Thành, lần thứ hai cùng hắn trọng điệp. Mệnh đăng cùng với mệnh hòa trong cơ thể hắn đã toàn lực phóng thích. Lực lượng nhục thể cũng đều bị Hứa Thành vận chuyển tới cực hạn. Tốc độ cũng như vậy, toàn lực tung ra một quyền về phía đội trưởng hải tinh tộc. Một quyền này, Hứa Thành đánh ra toàn bộ lực lượng, đó là tập hợp mệnh hỏa, mệnh đăng, kim mô, còn cả hơn 60 pháp khiếu trong cơ thể, toàn bộ bạo khởi. Tất cả đều hội tụ trên một quyền này, ngay khi đánh ra, xung quanh dấy lên một cơn bão. Rồi hóa thành biển lửa, hỏa hải phần thiên. Đó là hỏa kim ô, cũng là hỏa mệnh đăng. Còn có pháp lực mệnh hỏa cùng với nộ hỏa, mà phong ấn trong mắt đội trưởng cũng từng đạo được cởi bỏ. Dần dần xung quanh gã xuất hiện hàn khí thấu xương, không cách nào hình dung. Mặt đất đóng băng, xung quanh xuất hiện bông tuyết. Từng mảnh bông tuyết tản ra băng hàn khủng khiếp. Cái lạnh này thậm chí đã vượt qua rất nhiều quỷ dị. Chẳng những mặt đất đóng băng, ngay cả ý chí cũng có thể đóng băng. Thậm chí thường khung cũng xuất hiện biến hóa. Một cỗ hàn khí vô tận ở trên người đội trưởng ngập trời dâng lên, cùng với liệt hỏa của Hứa Thành hình thành đối lập rõ ràng. Băng hỏa từ hai hướng lao thẳng đến tộc trưởng hải tinh tộc, đã trúng tiểu hắc trùng. Ngay sau đó, trong sát na tiếp cận, ngực của đội trưởng lại quỷ dị vươn ra một bàn tay. Bàn tay này là băng thủ màu lam, thoạt nhìn không giống với nhân tộc, trên đó mọc đầy gai sườn sắc bén, nhìn mà giật mình. Bàn tay mở ra, rõ ràng còn có một gương mặt. Gương mặt kia chính là đội trưởng, chẳng qua là đang nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ say. Khi bàn tay này xuất hiện, làm cho tộc trưởng hải tinh tộc còn mắt có rút lại, muốn né tránh. Nhưng tiểu trùng màu đen trong cơ thể đang cắn xé thì đồng loạt tự bạo, hình thành dị chất cùng với độc tố nồng đậm hơn, khiến cho thân thể tộc trưởng hải tinh tộc này không khỏi phải dừng lại. Trong tích tắc đó, cánh tay ở ngực của đội trưởng đặt ở trên trán của tộc trưởng hải tinh tộc này. Ầm một tiếng, băng hàn vô tận hoàn toàn bùng đổ. Dưới tiếng răng rắc, thân thể tộc trưởng hải tinh tộc bị băng phong, mà Hứa Thành tung một kích toàn lực, nhấc lên hỏa hải vô tận bao trùm đến. Còn bắt lấy cơ hội này, lấy ra bộ chữ của lão tổ, trong miệng gầm nhẹ: "Hóa!" Ngay sau đó, chữ hỏa trên bộ chữ mơ hồ một chút, hóa thành một mảnh lục hỏa, mang theo một cỗ uy lực vô thượng, cuốn tới tộc trưởng hải tinh tộc. Sát cơ trong mắt Hứa Thành mãnh liệt, lực lượng hỏa diễm toàn thân hội tụ ở nắm tay, đánh vào thân thể bị băng phong của tộc trưởng hải tinh tộc. Một quyền hạ xuống,
thân thể tộc trưởng hải tinh tộc xuất hiện vết nứt, bị hỏa diễm vây quanh, nhất là lửa đến từ bộ chữ của lão tổ uy lực quá lớn, theo nó bao phủ, tiếng thiêu đốt truyền khắp xung quanh. Dưới hỏa diễm này, mắt thường có thể thấy được thân thể tộc trưởng hải tinh tộc này đang tiêu tán, nhưng quỷ dị chính là trong mắt lại không lộ ra một chút hoảng sợ nào, ngược lại hiện ra vẻ bất ngờ. Vậy mà còn có chữ của đại năng. Ngay sau đó, thân thể tộc trưởng hải tích tộc này ầm một tiếng toán loạn, thân thể vỡ ra, một xúc tu to bằng cánh tay từ trong thân thể sụp đổ vươn ra, cuốn tới chỗ Hứa Thành cùng với đội trưởng. Lực lượng của một vung này khiến cho hư không như tấm gương sụp đổ vỡ nát, uy lực đáng sợ tàn phá thân hồn. Cả người Hứa Thành cùng với đội trưởng chấn động, không tự khống chế mà cuốn ngược lại. Trong lúc nguy cơ, Hứa Thành kéo đội trưởng đến bên cạnh mình, lấy mặt dây chuyền của Lục Gia che chở, ngăn cản cỗ trùng kích cuồng bạo. Thân thể hai người lùi ra phía sau ngoài trăm trượng, mỗi người phun ra máu tươi, ngũ tạng đau nhức, đồng thời nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xúc tu xuất hiện. Ở đó, theo bụi bặm tiêu tán, mơ hồ lộ ra một đạo thân ảnh đang từng bước đi ra. Từng xúc tu màu bạc bay múa xung quanh, ngẫu nhiên có mấy cái lao ra từ bụi bặm vươn ra rõ ràng. Có thể thấy đó căn bản cũng không phải là xúc tu gì, mà là từng con tuyến trùng to lớn, lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra tiếng gào dữ tợn từ Hứa Thành cùng với đội trưởng. Mà rất nhanh, thân ảnh trong bụi đất kia cũng hoàn toàn đi ra, chiếu vào trong mắt Hứa Thành cùng với đội trưởng. Đây là một ngoại tộc, thân thể cao hơn một trượng, toàn thân màu bạc, đầu hình tam giác, cặp mắt song đồng, trong miệng còn là đầu lưỡi thật dài, toàn thân trên dưới đều là tuyến trùng vung vẩy. Mà theo nó xuất hiện, một cỗ dao động khủng bố từ trên người toát ra, làm cho Hứa Thành cùng với đội trưởng phải kinh tâm động phách. Còn có uy lực thần thánh đồng đậm tản ra ngoài, vặn vẹo tất cả không gian xung quanh. Đây không phải là kim đan, mà là nguyên anh. Theo đó thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Hứa Thành cùng với đội trưởng không thể không lui lại một lần nữa. Không nghĩ tới ở địa phương nhỏ này, thật đúng là nhìn thấy hai con gà con không tệ. Một người trong thân thể phong ấn quỷ dị cấp 4, một tên thì hoàng cấp công pháp, thần thông kỳ dị, đồng thời còn có đại năng chi tự. Nhưng đáng tiếc, bên trong thân thể không bằng phong ấn một vật quỷ dị khác. Thanh âm âm lãnh từ trong miệng dị tộc quỷ dị này chậm rãi vang lên. Hứa Thành nghe đến đó, ánh mắt cương tủ, nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối phương hiển nhiên chỉ nhìn ra một bộ phận của mình, không có nhìn ra mệnh đăng, cũng không nhìn ra cái bóng, càng không cảm nhận được tinh thể màu tím. Mà đội trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ ý nghĩ cũng tương tự như Hứa Thành. Sau đó hai người có phát hiện ra nhau, cảm nhận được bộ dáng của đối phương, tựa hồ đều thở phào nhẹ nhõm, thì nhìn nhau một cái. Chương 218. Trúc chiếu bạch lệ. Đây là tộc gì? Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, thở dốc, một lần nữa lui lại mở miệng nói. Vọng cổ đại lục quá lớn, vạn tộc như rừng, tộc quần đông đảo. Tựa hồ đây là một loại tộc tuyến trùng. Hình như ta nhớ ra đã từng nhìn thấy trên một hồ sơ bí ẩn của tình báo ti. Ngươi để cho ta suy nghĩ đã. Thần sắc của đội trưởng có chút mê hoặc, nhưng cũng nhanh chóng bỏ chạy. Mà thấy Hứa Thành cùng với đội trưởng bỏ chạy, ngoại tộc hình thành từ thân thể của tộc trưởng hải tinh tộc, nhếch miệng cười, nhoáng lên một cái. Sắc mặt Hứa Thành trầm xuống, ánh mắt đội trưởng có rút lại. Nhưng tốc độ của bọn họ ở trước mặt nguyên anh khó có thể chạy trốn. Hứa Thành chỉ cảm thấy chớp mắt hoa lên, trong phút chốc đầu óc nổ vang, thần năng đập vào mặt, lực lượng không thể chống cự được dội tới, toàn thân của hắn cuồng chấn phun ra máu tươi. Đội trưởng cũng giống như thế. Nhưng mượn mặt dây chuyền bảo hộ của Hứa Thành, mặc dù bọn họ bị thần năng ném ra 100 trượng, nhưng lại không chạm tới sinh mệnh, chỉ là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang quay cuồng như xe rách. Nếu đối phương tiếp tục ra tay, mặt dây chuyền bảo hộ dường như khó có thể kiên trì quá lâu. Mặt thấy thân ảnh ngoại tộc cất bước, thì đúng lúc này bầu trời nổ vang, một mảnh lam hỏa đột nhiên hạ xuống, ngăn trở trước người ngoại tộc. Bầu trời rung chuyển, mặt đất chấn động, từng mảnh biển lửa từ trên bầu trời rơi xuống, đang thiêu đốt toàn bộ hải tinh tộc. Mà tộc nhân trên đảo hải tinh tộc hiện giờ đã tử vong rất nhiều rồi. Nhưng bất kỳ một nơi tử vong nào, trên thi thể hải tinh tộc đều có tuyến trùng bò ra. Một màn quỷ dị này sớm đã khiến cho đệ tử đệ lục phòng phải chú ý, cố khiến cho Lục Gia nhìn lại.
mà sự biến hóa của tộc trưởng Hải Tinh tộc tự nhiên cũng bị Lục Gia nhìn thấy. Cho nên sau khi tát một cái chân áp lão tổ Hải Tinh tộc, ông ta bấm quyết, khiến cho Hòa Hải làm sắc hàng lâm, ngăn trở tới ngoại tộc kia. Hắn là Thiết Tuyến tộc, cùng ngăn cản. Lục Gia trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện, thanh âm đến trước thân ảnh đến sau, quanh quẩn xung quanh. Đội trưởng nghe được ba chữ này thì về mặt khẽ động, nhanh chóng thấp giọng mở miệng. Hứa Thành, ta nhớ ra rồi. Ngoại tộc ngược đãi hai người Hứa Thành, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên cười. Có chút xem thường tông môn nơi này, nhưng chỉ có một nguyên anh như người cũng xứng đến quấy rầy việc tu hành của ta. Tay phải của ngoại tộc giơ lên, chỉ về phía bầu trời. Nhất thời phong vân biến sắc, thanh thế ghê gớm, thường khung truyền đến tới lôi đỉnh, tựa như tiếng giống của thần linh truyền khắp xung quanh. Ngay sau đó, quang quyền ba trận pháp thật lớn đột nhiên liền xuất hiện trong bầu trời. Ba cái trận pháp này, mỗi một cái đều lớn chừng ngàn trượng, tản ra uy áp mênh mông, còn có lực lượng truyền tống kinh người ở bên trong tỏa ra. Từng đạo thân ảnh từ bên trong ba tòa truyền tống trận này hiện ra. Truyền tống trận thứ nhất xuất hiện là một đám sâu lưng có cánh, toàn thân đen kịt, thoạt nhìn tựa như quạ đen, giống như tu sĩ dị tộc. Bọn họ xuất hiện thành thế thật lớn, sát khí đằng đằng, nhất là một người phía trước, ánh mắt như điện, toàn thân tản mát ra dao động tu vi nguyên anh khủng bố. Không dừng lại, truyền tống trận thứ hai nổ vang, còn có một lượng lớn thân ảnh hiện ra. Bọn họ thân người mũi như là vòi voi, mỗi người đều cao lớn vô cùng, tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm. Đại hán đứng ở phía trước cũng phát ra dao động tu vi nguyên anh, vẻ mặt dữ tợn, hung tàn vô cùng, làm cho người ta vọng phòng đánh đầu thắng đó. Mà truyền tống trận thứ ba cũng là như thế, trong lúc âm ầm chuyển động, bên trong bay ra thân ảnh rậm rạp chằng chịt, bộ dáng càng quái dị, tựa như là hài tảo, mọc ra ba con mắt hình tam giác. Lúc này sau khi xuất hiện, lay động nhấc lên phong bạo, tựa như có thể bài sơn đảo hải, khí thế vô thiên cái địa. Cũng có dao động nguyên anh tỏa ra. Ba tộc quân vừa ra, đội trưởng bên cạnh Hứa Thành đồng tử co rút lại. Lục Dực Mặc Nha tộc, Đại Lực Tượng Vân tộc, còn có Xà Thảo Yêu Thực tộc. Ba tộc quân này đều không phải đại tộc, quy mô tương đương với Hải Tinh tộc. Trong đó Lục Dực Mặc Nha tộc là minh hữu của Thất Huyết đồng, hai tộc còn lại thì đều là trung lập. Đội trưởng mở miệng, ba tộc quân đến, không nói hai lời, đi tới chỗ Lục Gia, ầm ầm va chạm với sơn thể đệ Lục Phong. Đúng là không sợ sinh tử, phải dùng sinh mệnh lay động ngọn núi. Mà nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong con mắt của bọn họ có tuyến trùng nhoáng lên một cái. Ba tộc quân này và Hải Tinh tộc rõ ràng toàn bộ đều đã bị khống chế. Mặt thấy thân ảnh của Lục Gia bị ngăn trở, thương khung biến sắc, Hứa Thành chạy nhanh, đội trưởng cũng toàn lực giả tốc. Nếu là kim đan sơ kỳ, bọn họ còn có thể liều mạng, nhưng đối phương là nguyên anh thì đây không phải là điều bọn họ có thể đối kháng. Cho dù có bộ chữ của lão tổ, nhưng trừ khi là đến thời khắc mấu chốt, nếu không uy hiếp lớn hơn thực tế. Ngược lại ta muốn nhìn xem các người có thể kiên trì bảo hộ ta ra tay mấy lần. Tộc trưởng Hải Tinh tộc hóa thành ngoại tộc lúc này cười nhạt, vừa định đuổi theo thì đội trưởng đột nhiên quay đầu nhìn tên nguyên anh ngoại tộc, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi là Bạch Lệ, Thiết Tuyến tộc Bạch Lệ. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, vẻ mặt nguyên anh ngoại tộc lộ ra càng thêm kinh ngạc. Bị phong chủ Thất Huyết đồng nói ra lai lịch, gã cảm thấy thú vị, cho rằng đối phương có kiến thức nhất định. Nhưng hôm nay vậy mà bị một tên tu sĩ hạ đẳng trực tiếp nói ra tên, điều này làm cho gã cảm thấy có chút khó tin. Hiện giờ thật sự không nghĩ tới địa phương nhỏ này vậy mà còn có thể có người biết ta. Tên tiểu tử kia thú vị lắm. Thiết Tuyến tộc Bạch Lệ 60 năm trước từng là thiên kiêu tuyệt thế của Thiết Tuyến tộc, là hạt giống của tộc được vinh dự đi theo con đường của Hoàng Chúa Tể. Sau đó không biết vì sao đột nhiên phản loạn, chẳng những đánh chết Huyết Thân, các loạn tộc quần, đem thánh vật Thiết Tuyến tộc dơ bẩn, hàng lâm hạo kiếp, khiến cho vô số tộc nhân thê lương mà chết. Sau đó đào tàu, gia nhập một tổ chức thần bí gọi là Trúc Chiếu. Đội trưởng nhau mắt lại, chậm rãi mở miệng. Thú vị, tình báo biết không ít. Để cho ta soát hồn của ngươi, xem ngươi còn biết được cái gì. Bạch Lệ mang theo một chút kinh ngạc, một bước hạ xuống, làm màng trong mắt đội trưởng lấp lánh. Hứa Thành cũng phát điên, lấy ra bộ chữ của lão tổ. Mắt thấy sắp đến nơi, thì đúng lúc này, từ trên bầu trời một tiếng hư lạnh truyền đến. Tiếng hư lạnh này vượt qua thiên lôi, nổ vang thương khung. Trên bầu trời đỉnh đầu Lục Gia
đột nhiên hiện ra một cái hồ lô rượu. Hồ lô này chính là vật không rời tay sau khi thế tử Lục Giả chết. Bây giờ khi vừa xuất hiện, nhất thời trên đó từng đạo sát khí duệ kim phóng lên cao. Bên ngoài hồ lô còn hình thành từng hư ảnh binh khí, nhanh chóng huyễn hóa ra, tàn ra khắp nơi như phượng hào long tường. Nhìn kỹ, có thể thấy những binh khí này bao trùm vạn tượng. Đao, thương, tiêu kiếm, búa, móc xoa rất nhiều, số lượng sợ là không dưới trăm vạn. Liền hình thành vòng xoáy, một mảnh binh hải. Những nơi đi qua tất cả đều bị nghiền nát, chấn áp về phía tam tộc. Ngay sau đó, Nguyên Anh lão tổ ba tộc quần bị Bạch Lệ triệu hoán ra, cũng bị binh hải trùng kích. Không có chỗ trốn, toàn bộ phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm bị thương nặng. Cùng bị thương nặng, còn có tộc nhân tam tộc, đều ở trong binh hải trùng kích. Dưới sát khí của nó, tâm thần đều rung chuyển, vẻ mặt kịch biến. Đại đa số thân thể tứ phần ngũ liệt, bị phân thây. Mặc dù còn lại không sụp đổ, nhưng rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Thân thể bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Thậm chí mơ hồ, trong hồ lô còn xuất hiện một ánh mắt, mang theo sự hung ác tuyệt thế, mang theo sự khinh miệt đối với ngoại tộc, nhìn về phía bát phương. Thương khung vần vũ, binh hải trút xuống, tựa như muốn trời tru đất diệt. Tất cả ngoại tộc giữa không trung, ai nấy đều thảm thiết vô cùng. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, Lục Già bấm quyết, điểm một chỉ về phía đệ lục phòng. Nhất thời đệ lục phòng trong phút chốc quét ngang tám hướng, bao phủ toàn bộ đại địa hải tinh tộc, cùng với tất cả tộc nhân tam tộc. Đốt cháy tất cả, tăng tốc luyện hóa, hạn thiên dực địa. Đây là pháp khí gì? Nhiều duệ kim sát khí như vậy. Bạch Lệ lần đầu tiên thần sắc biến hóa. Lúc này gã bất chấp đánh chết Hứa Thành cùng với đội trưởng, nhoáng một cái biến mất. Nhưng hiển nhiên thần thông thuấn gì nơi này bị hạn chế. Lục gã xuất hiện cũng không phải ở xa, mà là ở giữa không trung muốn chạy trốn. Lúc trước lão phù đã cân nhắc, lấy hải tinh tộc yếu đuối, làm sao có can đảm làm đại sự như vậy. Thì ra sau lưng là Trúc Chiếu đang hoạt động ở vọng cổ đại lục, một dư nghiệt chạy tới đây. Thanh âm của Lục Già mang theo sự phẫn nộ cùng với sát khí. Trong lúc phất tay, nhất thời hồ lô rượu ở trên đỉnh đầu bạo khởi một lần nữa, hình thành phong bạo sát khí, mang theo binh hải vô tận, quét thẳng đến Bạch Lệ. Tâm thần Bạch Lệ chấn động, vừa muốn chạy trốn, nhưng Lục Già đã đạp binh lãng tiếp cận, trực tiếp đập xuống một trường. Trong tiếng nổ vang, Bạch Lệ không cách nào chạy trốn, trong mắt lộ ra một tia yêu dị, xoay người xuất thủ, giao thủ cùng với Lục Già ở trên bầu trời. Hai người ra tay, bản thiên tế đại. Khí trùng đấu nghiêu, tiếng vàng đình tài nhức óc vang dội xung quanh, khiến cho tu sĩ quan sát xung quanh phải lui ra không thể quá gần. Hứa Thành ngưng trọng, dựa vào mặt dây chuyền bảo hộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Đội trưởng bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt hiện lên điên cuồng và tham lam. Không ngờ ở đây lại gặp được Trúc Chiếu trong truyền thuyết, nghe nói mỗi một thành viên của tổ chức này đều không đơn giản. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái. Trúc Chiếu là một tổ chức cực kỳ thần bí ở trên đại lục vọng cổ, ra đời không đến ngàn năm, tất cả các thành viên trong đó đều là thiên kiêu chân chính của các tộc. Trong mật quyền của tình báo thì có giới thiệu, tổ chức này tuyên bố người gia nhập bọn họ có thể được chia sẻ cơ duyên thành thần, mà điều kiện gia nhập là tiến hành một hồi biểu diễn huyết sắc đối với tộc quân của mình. Biểu diễn càng tốt thì lại càng được Trúc Chiếu tán thành. Nghe nói vào nhiều năm trước, có người ở Nam Hoàng Châu không biết làm thế nào, vậy mà lấy màn thần linh mở mắt ra làm biểu diễn, gia nhập vào Trúc Chiếu. Đội trưởng cười cười nhìn về phía Hứa Thành. Đáng tiếc bọn họ không có tìm ta, bằng không ta thật đúng là muốn đi vào xem một chút cơ duyên thành thần là cái gì. Chẳng lẽ là một con đường của cổ hoàng chúa tể, hoặc là chân chính trở thành thần linh? Ta không tin. Ta cũng không tin. Hứa Thành nhắm mắt lại, sờ sờ bộ chữ của lão tổ trên người, nhìn về phía Bạch Lệ đang giao chiến ở trên bầu trời. Chương 219: Tổ tự trấn Nguyên Anh. Lúc này trên bầu trời, tiếng chấn động thuật pháp vang dội, Lục Già cùng với Bạch Lệ giao thủ, dũng chuyển càn khôn, khiến cho mây mù bị xua tan, hải lãng ba đảo, sóng sau đè sóng trước. Mỗi một lần hai người xuất thủ tựa như bài sơn đảo hải, mỗi một kích đều vang tận chân trời, thậm chí chỉ là dư ba thần thông va chạm cũng làm cho hư không bốn phía nứt vỡ. Từ xa nhìn lại, xung quanh hai người từng khe nứt trên bầu trời không ngừng hình thành, thi thoảng sụp đổ, hình thành hắc động rất lớn. Tựa hồ có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Còn có từng đạo thiền điệm như là thiên phạt, không ngừng xoẹt qua ngang dọc, thậm chí còn huyễn hóa ra hình dáng, giống như là lôi long gầm thét, cuốn vào chém giết tận nhau. Không chỉ như thế,
Thân ảnh của bọn họ ở trên bầu trời không ngừng lóe lên, vừa giao thủ vừa thuấn di, đôi khi còn như hổ siêu long dịch, nhưng trong nháy mắt liền đấu chuyển tinh di, mà ngay sau đó lại đoàn binh tiếp giáp. Còn có cuồng phong bị bọn họ tiện tay nắm tới, trở thành thần thông của bản thân, hình thành lực sát thương đáng sợ, nhất là chỗ bạch lệ. Bên ngoài thân thể phiêu tán vô số thiết tuyến trùng, mỗi một cái đều trong khi vặn vẹo, hiện ra tạo hình phù văn, hình thành từng đạo thái âm huyền lôi gào thét bắn về phía Lục Gia. Nhìn kỹ những huyền lôi thiểm điện này, rõ ràng là vô số bạch tuyến trùng hình thành. Khi vừa mới tới gần Lục Gia nên nổ tung, thậm chí một vài khe nứt không gian vừa mới hình thành đều bị nó đóng băng trong tích tắc tiếp theo. Từ xa nhìn lại, chỗ hai người giao chiến, những khe nứt không gian bị đóng băng tựa như những con rết màu trắng. Mà Lục Gia không tầm thường, trong lúc vất tay, binh hải tràn ngập bốn phía, hình thành vô số hình dạng binh khí, thế đi mãnh liệt, sát khí ngút trời. Khí tức tản ra ở bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nghiền nát vạn vật. Nhưng bản thân bạch lệ kia thì cực kỳ bất phàm, mặc dù tu vi không phân biệt bá trọng với Lục Gia, mà Lục Gia còn có hồ lô rượu phối hợp, nhưng bạch lệ vẫn không rơi vào thế hạ phong. Dù sao thiên phú của Lục Gia nằm ở luyện khí, cũng không phải là chém giết. Bấy giờ trong lúc giao thủ, bạch lệ thuấn gì đến trước mặt Lục Gia, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ, nhất thời một đạo quang mang đột nhiên hiện ra. Thủy triều minh điện giống như là bổ ra từ hư vô, hình thành một vết nứt thật lớn, phóng tới long xà đang may múa của Lục Gia. Khiến cho Lục Gia sắc mặt biến hóa, lui về phía sau. Mặt thế như thế, bạch lệ bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên là nguyên anh ở chỗ bé nhỏ, có pháp khí như vậy, vậy mà còn không cách nào chém giết ta. Đã như thế, nói không chừng hôm nay ta không cần chạy trốn, giết người, đoạt pháp khí cực phẩm của người cũng coi như thu hoạch lớn. Nói xong, bạch lệ vỗ trán một cái, nhất thời cả người chấn động, sau lưng phồng lên, hình thành một cái bọc lớn. Bên trên tràn ngập vô số mạch máu, còn có từng con tuyến trùng ở bên trong điên cuồng nhúc nhích, thoạt nhìn mà giật mình. Đồng thời cái bọc này đột nhiên nổ tung, một cái cây lại mọc ra từ bên trong. Cái cây này dài chừng 3 trượng, lan tràn trên đỉnh đầu bạch lệ, toàn thân huyết sắc, có 6 phiến lá hình răng cưa. Đồng thời còn có một cái đài hoa hình tam giác ở bên trong vô số nhị hoa. Có thể nhìn thấy rất nhiều phù văn trang trí tựa như máu, lưu tiêu trong cơ thể thực vật quỷ dị này. Hơn nữa sau khi xuất hiện, một cỗ khí tức thần thánh kinh thiên động địa ầm ầm tản ra ở bên trong. Khí tức này quá mạnh, khiến cho ánh mắt Hứa Thành đau đớn, đội trưởng cũng giống như vậy, nhưng trong mắt lại càng điên cuồng hơn. Thần tính nồng đậm cực kỳ hùng hậu. Khi đó cái cây này ngẩng đầu hướng về phía hồ lô rượu trên bầu trời lắc mình chấn động. Có một cơn cuồng phong quét qua, thổi bay nhị hoa đang lung lay bên trong đài hoa hình tam giác, để lộ ra bên trong là một khuôn mặt dữ tợn. Mặt quỷ này hai mắt đỏ ngầu, tà dị đến cực điểm, lúc này đang nhếch miệng cười. Nhìn xem pháp khiếu cực phẩm của ngươi lợi hại, hay là trúc chiếu thần trùng của ta mạnh hơn. Bạch lệ gờ mặt lên trời cười to, tay phải giơ lên, nhất thời từng viên đan dược từ bên trong ống tay áo bay ra, đi thẳng về phía gương mặt đài hoa. Những đan dược này đều không phải thành phẩm, mà là bán thành phẩm, và lại chất liệu không phải là bất luận dược thảo gì, mà là huyết nhục. Có thể nhìn thấy trên mỗi một viên huyết nhục đan dược đều hiện lên vong hồn, mà mỗi vong hồn thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên bọn họ đều là thiên kiêu các tộc mấy năm này mất tích, bị bạch lệ luyện hóa ngược sát mà chết, lấy huyết nhục luyện đan, lấy hồn dung nhập trở thành đan dược. Đan dược này không phải là gã luốt vào, mà là nuôi dưỡng gốc thực vật tà dị kia, cũng chính là thần trùng trong miệng gã nói, và lại hiển nhiên cần số lượng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân gã đi tới cấm hải. Nếu gã làm như thế ở vọng cổ đại lục, gã cảm thấy quá mức nguy hiểm, mà ở chỗ này thì cho rằng dựa vào lực lượng của bản thân, gặp phải nguy hiểm cũng có thể giải nguy. Bấy giờ trong tiếng cười dài, theo đan dược bị thực vật cắn nuốt, trong tiếng gầm giận dữ cùng với sát ý cuồng bạo của Lục Gia, thực vật này bỗng nhiên hướng về phía hồ lô rượu trên bầu trời phát ra một thanh gầm. Thanh âm này bất đồng với thanh âm bình thường, càng giống như một loại chú ngữ, và lại làm cho người ta có cảm giác rõ ràng chỉ là một âm tiết, nhưng tựa hồ bên trong là vô số âm tiết dung hợp cùng một chỗ, hình thành âm thanh đặc thù. Lúc này vừa gầm ra, nhất thời bầu trời truyền đến tiếng răng rắc, từng đạo thiền điệp lấp lánh hồng mang xuất hiện bên trên hồ lô diệu,
Trong chớp mắt, những tia chớp này liền hình thành vô số, một đạo tiếp một đạo. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mấy nhịp thở, ít nhất hơn 10 vạn đạo thiểm điện màu đỏ lom xuất hiện trên bầu trời, bao phủ trên hồ lô rượu, hình thành một cái ấn ký phù văn to lớn. Ấn ký phù văn này vô cùng phức tạp, hóa thành phong ấn, khiến cho uy năng của hồ lô rượu bị ảm đạm. Sau đó Bạch Lệ lại cười to, kiệt ngạo bất tuân, vất tay, một cỗ thân thể rất lớn xuất hiện ở giữa không trung. Thân hình này to chừng trăm trượng, thoạt nhìn tựa như là một con bọ ngựa khổng lồ, toàn thân đen kịt. Giật mình nhất chính là hai cái càng như hai thanh đao túc sắt, sắc bén tới cực điểm. Thân hình này giống như chiến thể. Trong khoảnh khắc xuất hiện, thân thể Bạch Lệ dung nhập vào bên trong đó. Trong nháy mắt, chiến thể trăm trượng này mở mắt ra, lộ ra hung mang, nhoáng lên một cái lao thẳng về phía Lục Gia. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không, một đường mở ra trên bầu trời, đến trước mặt Lục Gia, một đao hạ xuống. Một đao này tựa như có thể chạm tướng khiên cờ. Hứa Thành nhìn mà tâm thần cuồng chấn, hắn nhớ tới một đao trong thần miếu, mặc dù không bằng nhưng lại tương tự. Mà Lục Gia thì đang toàn lực ngăn cản, trong tiếng nổ vang bị đẩy ra phía sau, phun ra máu tươi. Nhưng ông ta lại nhe răng cười, sát khí trong mắt không giảm bớt một chút nào. Ta không giỏi đấu pháp, nhưng ta là phong chủ thứ 6 của Thất Huyết Đồng. Phong chủ thứ 6 am hiểu là luyện khí, nhất là đại pháp khí. Trong lời nói, tay phải của Lục Gia hướng Đệ Lục Phong chảo một cái. Tới! Ngay sau đó, sơn thể Lục Phong đang luyện hóa đào hải tinh tộc trở nên mơ hồ, rõ ràng xuất hiện trước mặt Lục Gia. Thần năng bùng nổ, tất cả pháp khí ở trên núi rung lên, toàn bộ ngọn núi khí thế hùn đốt, chấn áp về phía Bạch Lệ, vừa với dung nhập chiến thể. Chấn! Lực lượng một ngọn núi chấn áp một người. Nổ vàng tiến lên, hình thành lực lượng hủy thiên diệt địa, phong tỏa bát phương, làm cho nó không có chỗ nào trốn được. Thấy vậy, sắc mặt Bạch Lệ biến hóa, thân thể của gã chấn động không thể khống chế được. Từng vết nứt xuất hiện trên người, Bạch Lệ trong mắt đỏ ngầu, song đao vung vẩy, phóng lên trời chém lên ngọn núi. Chỉ là sự tồn tại của gã so với toàn bộ sơn thể thì không đáng kể. Trong lúc song phương va chạm, tiếng nổ vang lên, Lục Gia bấm niệm pháp quyết, sơn thể hùng hăng áp xuống, ngọn núi khổng lồ kia nghiền nát tất cả, chấn áp Bạch Lệ ở phía dưới, hùng hăng nện về phía mặt đất của hải tinh tộc. Tiếng nổ lớn trước này chưa từng có, mặt đất rung chuyển không thôi. Thân thể Hứa Thành cùng với đội trưởng lách động phải bay lên không để tránh đi. Đại địa hải tinh tộc tứ phần ngũ liệt, từng đạo vết nứt rất lớn lan tràn, bắt đầu sụp đổ. Biển khơi bốn phía nhấc lên sóng thần, tản về phía xa, phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Lão phu luyện hóa người! Lục Gia tóc tai bù xù, mắt đầy sự điên cuồng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh đặc ấn về phía ngọn núi trên mặt đất, khiến cho sơn thể tỏa ra biển lửa ngùn ngụt, gia tốc luyện hóa. Người luyện nhi tử của ta, lão tử luyện ngươi! Mà sơn thể lúc này truyền ra chấn động, tựa hồ Bạch Lệ ở phía dưới bị chấn áp, đang toàn lực muốn chống đỡ, muốn đánh vỡ ngọn núi trên người này. Đồng thời còn có một cỗ lực lượng thần tính kinh tâm động phách từ dưới núi bốc lên, nương theo tiếng gào thét như hùng thú. Ngay sau đó, Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng đều giật mình. Ngọn núi trong hỏa diễm này lại từng chút một được nâng lên. Với lực lượng của Nguyên Anh sơ kỳ, có thể làm được điểm này, đủ để nhìn ra Bạch Lệ này đích xác là tuyệt thế thiên kiều của tộc gã. Sau khi nâng ngọn núi lên, phía dưới truyền ra tiếng gầm trầm thấp. Có thể nhìn thấy Bạch Lệ ở phía chân núi, bộ dáng đại biến, không còn là chiến thể nữa, mà là cả người cùng với gốc thực vật tà dị sâu lưng dung hợp cùng một chỗ. Cành cây to lớn, sau lá răng cưa, vô số rễ cây giống như là xúc tu, không ở trên mặt đất lan tràn, không ngừng vũ động. Cho đến khi ngọn núi này bị gã dơ lên cao, lộ ra đài hoa hình tam giác, cùng với khuôn mặt ở bên trong. Gương mặt này không còn là bộ dáng lúc trước nữa, mà là đã hóa thành Bạch Lệ. Hồng mang trong mắt đấp đánh, thần tính toàn thân dùng một loại tốc độ kinh người đến cuồng tăng vọt. Đây là luyện khí người am hiểu, tu sĩ luyện khí ta thấy nhiều rồi, bọn họ cũng không chỉ am hiểu luyện chế, còn am hiểu sử dụng. Về phần ngươi, tiếng cười kiệt ngạo từ dưới chân núi truyền ra, nhưng còn chưa hoàn toàn nói xong thì Lục Gia mạnh mẽ vứt tay, nhất thời một đại kỳ xuất hiện trên đỉnh đầu bỗng nhiên tung bay. Đại kỳ này lớn trăm trượng, đón gió khí thế như cầu vồng, chấn nhiếp bát phương. Từ xa nhìn lại, đại kỳ không trọn vẹn, màu sắc hỗn tạp, giống như dính vô số máu tươi, lộ ra ý thần tính mạnh mẽ. Giống như nó đã trải qua sự lặp lại của kỷ nguyên, trải qua vô số cuộc chiến tranh rửa tội, mang theo vẻ tang thương tuế nguyệt. Theo đại kỳ đón gió, nó thay đổi màu sắc của bầu trời,
che lấp ánh sáng của mặt trời. Lấy hải tinh đảo làm trung tâm, trong tám phương vạn dặm, tất cả tộc quần tâm thần đều chấn động không thôi. Cho dù tồn tại bí ẩn ở dưới đáy biển cũng phải đều mở mắt ra, đầy sự kiêng kỵ. Nhất là trên đại kỳ có một giọt máu vàng óng, làm cho người ta có một loại cảm giác tựa như vượt qua thần tính, nhưng không tiếp cận gương mặt tàn khuyết của thần linh trên bầu trời, ngạo nghễ tất cả mọi thứ. Tựa hồ đã từng ở dưới chiến kỳ này, vô số sinh vật thần tính bị chém giết, vô số cường giả ngoại tộc bị chém giết, trước mặt lục gia lấy ra, nhất thời một cỗ hùng ý tuyệt thế lay động thiên địa, rõ ràng từ phía trên bộc phát ra. Khí tức này quá mạnh mẽ, khiến cho bầu trời bị ngưng động, sóng biển cũng an tĩnh lại. Một cỗ ý chí bá đạo chấn áp vạn tộc, tịch diệt thương khung, ở trên đại kỳ, ngập trời tỏa ra. Thanh âm của Bạch Lệ đột nhiên dừng lại. Sau đó, dãy ruộng trước này chưa từng có ở trên người gã bùng lên. Thanh âm của gã thay đổi, tràn ngập sự hoảng sợ. Chiến kỳ của nhân tộc, nơi nhỏ bé này làm sao có thể có vật như vậy? Hiển nhiên gã ẩn thân ở trong cơ thể tộc trưởng hải tinh tộc cũng không phải là cái gì cũng biết. Tối thiểu gã không biết thất huyết đồng đã từng bày ra chiến kỳ của nhân tộc ở trên nhân ngư đảo. Bấy giờ chiến kỳ nhân tộc xuất hiện, làm cho Bạch Lệ bị dọa cho hồn phi phách tán. Gã toàn lực dãy giụa muốn tránh thoát, mà sơn thể đệ lục phòng chân áp dưới sự dãy giụa của gã chấn động mạnh, dần dần xuất hiện dấu hiệu không cách nào tiếp tục chấn áp. Hàn quang chợt lóe trong mắt lục gia trên bầu trời, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nhất thời chiến kỳ nhân tộc bay phần phật, tản ra từng đợt quang mang rực rỡ chói mắt chiếu xuống ngọn núi. Nhưng hiển nhiên ông ta không phải là thất gia, tu vi cũng không bằng, cho nên vận chuyển chiến kỳ của nhân tộc này không cách nào thông dòng như thất gia lúc trước. Đối với lục gia mà nói, triển khai toàn bộ lực lượng chiến kỳ nhân tộc thì ông ta cần thời gian. Mắt thấy như thế, Hứa Thành quyết đoán, nhoáng lên một cái, đội trưởng bên kia cũng hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm thân thể Bạch Lệ dưới đệ lục phòng, sự điên cuồng trong mắt đạt tới cực hạn. Thần tính mạnh mẽ và tinh khiết như vậy, không có bất kỳ sự pha trộn khác biệt nào. Đội trưởng có mắt đỏ lên, tốc độ của hai người rất nhanh, phóng thẳng lên núi, mà nơi này tràn ngập tiếng gào thét của Bạch Lệ cùng với dao động thần năng. Dao động thần năng này đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, hơi chút va chạm sẽ tử vong. Nhưng Hứa Thành có mặt dây chuyền bảo hộ, lúc này màn hào quang ngoài thân thể kịch liệt vặn vẹo, miễn cưỡng chống đỡ, mà đội trưởng cũng gian nàn lắm, đi ra một bước liền phun một ngụm máu tươi. Nhưng bên ngoài thân thể cũng có một tầng phòng hộ, thủ hộ bản thân. Không để ý đến đội trưởng, Hứa Thành nhìn chằm chằm dưới sườn núi phía trước vang lên tiếng nổ. Bạch Lệ khiêng thân núi đứng lên, muốn chạy trốn, tay phải Hứa Thành bỗng nhiên nâng lên, nhất thời rất nhiều tiểu trùng màu đen gào thét xông thẳng về phía Bạch Lệ. Nhưng thần tính đến từ trên người Bạch Lệ quá mạnh, lúc này tiểu hắc trùng còn chưa tới gần thì đã tử vong rất nhiều. Đồng thời Bạch Lệ cũng nhận ra Hứa Thành cùng với đội trưởng, nhưng hiện giờ gã không có thời gian để ý. Trong tiếng gầm thét, toàn thân bạo khởi, đem ngọn núi một lần nữa nâng lên không ít. Nhất thời ngọn núi rung chuyển, sinh sinh bị gã đẩy lên mấy trượng. Nhân cơ hội này, cả người gã nhoáng lên một cái để chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Hứa Thanh dâng lên hàn quang, tay phải cầm bộ chữ của lão tổ nghiến răng mở ra. Tị! Bốn chữ tị đầu sinh hỏa, lúc trước chữ hỏa đã mở rồi, thì lúc này chữ tị vặn vẹo, biến mất rồi huyễn hóa thành một cái mũi rất lớn, gào thét lao tới chỗ của Bạch Lệ, tốc độ cực nhanh như điện chớp, khoảng cách xuyên qua không gian. Sắc mặt Bạch Lệ biến hóa, cái mũi này hung hăng đập tới, tiếng vang kịch liệt khắp nơi. Bạch Lệ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị sinh sinh chấn lùi, bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, ngọn núi phía trên rơi xuống một lần nữa. Ầm một tiếng, Bạch Lệ phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết, toàn lực chống cự sơn thể, đồng thời làm sắc hỏa diễm đến từ sơn thể cũng đang điên cuồng thiêu đốt luyện hóa. Sâu bọ nhân tộc chết tiệt! Bạch Lệ cắn răng, trong mắt đỏ ngầu, ngăn cản toàn bộ lực lượng. Đội trưởng mượn cơ hội này, tốc độ đột nhiên bùng lên, liều mạng lao đến. Cho dù là trong quá trình tới gần, cả người bị khí tức của Bạch Lệ ảnh hưởng mà xuất hiện ăn mòn, ngay cả trên mặt cũng đều như thế. Nhưng đội trưởng không thèm quan tâm một chút nào, không tiếc trả giá, mạnh mẽ lao đến cắn vào cành cây dung hợp cùng với Bạch Lệ. Rắc một tiếng, cả người Bạch Lệ chấn động, đội trưởng kêu thảm lui về, nửa người dưới ầm một tiếng sụp đổ, một cánh tay cũng tàn nát, mắt cũng thiếu một bên, lòng ruột rơi ra đầy đất, đồng thời răng trong miệng không còn cái nào, nhưng trong đó lại có một khối huyết nhục màu trắng. Đội trưởng nuốt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Bạch Lệ nộ hỏa thiêu đốt, ngửa mặt lên trời gầm thét, nhưng gã bị chấn áp không cách nào phản kích,
tất cả thương tổn bên ngoài lúc trước đều là bản năng phóng thích tạo thành, mà hỏa diễm lại không ngừng thiêu đốt gã. Điều này khiến cho gã hoàn toàn phát điên, con mắt đỏ ngầu, thần tính toàn thân lại bùng nổ. Sau khi đem ngọn núi ở phía trên một lần nữa nâng lên, nhoáng lên một cái hóa thành hai phần, hướng hai phương hướng nhanh chóng chạy trốn, muốn thoát khỏi phạm vi của ngọn núi. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thành sớm đã nhìn chằm chằm vào gã, một lần nữa ra tay. Nhất thời chữ chóp trong bộ chữ của lão tổ trực tiếp liền hình thành một nắm tay rất lớn đánh tới Bạch Lệ. Hứa Thành vừa muốn tiếp tục triển khai bộ chữ của lão tổ, nhưng hư ảnh nắm tay kia không cần phân biệt, giống như có thể tập trung chân chính đến trước mặt Bạch Lệ. Trong sự tuyệt vọng cùng với bi phẫn của Bạch Lệ, một quyền hạ xuống. Toàn thân Bạch Lệ chấn động không ngừng, máu tươi phun ra ào ào, lùi về phía sau, tựa vào ngọn núi, sơn thể theo quán tính lại một lần nữa đập xuống. Toàn thân của Bạch Lệ rút lên, lúc này rốt cuộc đã không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống. Vô cùng vô tận lam hỏa điên cuồng phóng đến, không ngừng ăn mòn. Đồng thời đội trưởng một tay chống đất, một lần nữa vọt tới. Vậy mà tốc độ còn nhanh hơn một chút so với lúc trước. Vừa định nhào tới cắn chỗ Bạch Lệ, nhưng Bạch Lệ đột nhiên quay đầu dữ tợn gầm lên. Âm ba trùng kích khiến cho đội trưởng kêu thảm, nửa thân trên sụp đổ, tay còn lại cũng tàn nát, chỉ còn lại có cái đầu không còn bao nhiêu huyết nhục từ bên trong cuốn ra. Mà cho dù như vậy, đội trưởng vậy mà cũng không chết, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng, hướng về phía Hứa Thành gào lên: "Ném ta qua, ném ta qua!" Cơ hồ ngay khi đội trưởng mở miệng, Bạch Lệ ở dưới nguy cơ sinh tử này lại phát cuồng, thân thể truyền ra tiếng nổ lớn, trực tiếp tự bạo, hình thành dao động không tản ra bốn phía, mà là hội tụ trùng kích sơn thể phía trên. Trong trùng kích này, từ bên trong thân thể tự bạo bay ra một con thiết tuyến trùng, mượn thời gian trong nháy mắt khi sơn thể bị nâng lên, chạy trốn về phía xa. Trên người thiết tuyến trùng này đã không còn thực vật tà dị thần trùng. Hiển nhiên đối với gã mà nói, trả giá cực kỳ thảm trọng, nhưng vì bảo vệ tính mạng cũng không có biện pháp nào khác. Hiện giờ đang lao nhanh, mắt thấy sắp chạy trốn được, nhưng lãnh bàng trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, đè một chữ cuối cùng của lão tổ bày ra: "Sinh!" Trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay rất lớn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành, hướng về phía thiết tuyến trùng chạy trốn phía trước tung ra một cái tát, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến gần. Ầm một tiếng quất lên người thiết tuyến trùng, thiết tuyến trùng bị vả cho răng môi lẫn lộn, nhổ hết cả ra ngoài, thân thể phanh phanh sụp đổ một nửa, phát ra âm thanh thê lương, muốn mạnh mẽ chạy tiếp, nhưng không cách nào làm được, bị một phiến lực lượng này bỗng nhiên cuốn ngược lại. Lúc lùi về phía sau, gã còn có ý đồ thay đổi phương hướng liều mạng chạy trốn, nhưng ngọn núi lại đập xuống, theo tiếng nổ vang dội, Bạch Lệ bị chấn áp triệt để. Mặt thấy như thế, Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm, toàn thân suy yếu như thủy triều, dùng tu vi của hắn thi triển bộ chữ của lão tổ, không thể nào bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tiêu hao cũng vô cùng kinh người, nhưng cũng may hắn tranh thủ đủ thời gian cho Lục Gia. Lúc này trên bầu trời, Lục Gia vung tay lên, sát khí trong mắt lấp lánh, mang theo kiêu hận, mang theo sự điên cuồng, hai tay hung hăng ấn một cái xuống sơn thể phía dưới. Nhất thời bên trong chiến kỳ nhân tộc trăm trượng vươn ra một ngón tay. Ngón tay này vừa ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, một cỗ khí tức đáng sợ như bài sơn đảo hải từ trên ngón tay tỏa ra, đặt ở trên ngọn núi. Cả ngọn núi ầm một tiếng hùng hăng trầm xuống phía dưới. Vô số lam sắc hỏa diễm ở trên đó bùng nổ trước này chưa từng có, quét ngang toàn bộ hải tinh tộc. Nhưng đối với Hứa Thành cùng với mọi người Thất Huyết Đồng không hình thành thương tổn, nhưng ngoại trừ bọn họ ra, tất cả ngoại tộc trên hòn đảo này toàn bộ kêu thảm thiết ở trong biển lửa, mà mặt đất cũng bị hòa tan. Vô số tuyến trùng ở trên đó đang thét lên chói tai nhưng lại vô ích, chỉ có thể ở trong ngọn lửa trở thành tro bụi. Luyện kẻ này cùng với tất cả sinh mệnh trên đảo này, tất cả huyết nhục. Thành âm Lục Gia quanh quẩn, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ, nhất thời sơn thể chấn động, từng đoàn khí huyết từ hải tinh đảo tỏa ra. Ở dưới núi, nơi Bạch Lệ bị chấn áp, cũng tỏa ra khí huyết nồng đậm. Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Lệ không ngừng vang lên, thể lượng tiếng cực điểm, tất cả ngoại tộc trên đảo đang kêu rên. Thiết tuyến trùng trong cơ thể bọn họ điên cuồng chui vào chỗ sâu trong huyết nhục, muốn né tránh, nhưng không hề có tác dụng. Tất cả máu thịt ngoại tộc đều đang bị hòa tan, còn có sông hồ trên đảo đều là như vậy, nhanh chóng tiêu tán. Luyện kẻ này cùng với tất cả sinh mệnh trên đảo này, tất cả xương cốt. Lục Gia giơ tay lên hét lớn một tiếng, tu vi toàn thân triển khai tràn vào trong núi. Khi đó tất cả xương cốt ngoại tộc trên đảo đều bị hòa tan, khiến cho những thiết tuyến trùng kia không cách nào ẩn nấp.
dù chạy vào trong xương tủy nhưng cũng đều bị thiêu đốt. Mặt đất rung chuyển không ngừng, từng ngọn núi sụp đổ, mặt đất vỡ vụn, chỗ bên cạnh từng khối hoàn toàn bị bong chóc, đồng loạt dâng lên bay thẳng đến đệ lục phòng, dung nhập vào bên trong ngọn núi, làm cho đệ lục phòng còn bằng bạc hơn cả trước. Luyện kẻ này cùng với tất cả sinh mệnh trên đảo này, tất cả linh hồn. Lục già giơ tay phải lên, hồ lô rượu trên bầu trời rung lên, tránh thoát tia chớp đến trong tay lục già. Ông ta uống một ngụm rồi mạnh mẽ phun ra, nhất thời sơn thể lại chấn động, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Từng linh hồn từ bốn phương tám hướng bay đến, từng thiết tuyến trùng ẩn thân ở trong thức hải kêu rên hóa thành tuyệt vọng, không còn chỗ nào trốn thoát. Mà mặt đất nhanh chóng thu nhỏ lại, mọi thứ bay lên không càng nhiều. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hải tinh đảo tứ phần ngũ liệt, bốn phía đều là biển lửa vô tận. Luyện luân hồi. Cuối cùng, lục già cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu rơi trên ngọn núi. Toàn bộ hải tinh đảo hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ sông lên đệ lục phong bị nó hấp thu. Tất cả sinh mệnh trong đảo giờ khắc này theo biển lửa cuốn trở về, hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, hải tinh đảo đã không còn nữa, nó như bị xóa sổ, chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ trên biển, mà nước biển xung quanh cũng không dám chảy vào, khiến cho cái hố sâu này vô cùng rõ ràng. Chỉ có đệ lục phong vẫn sừng sững ở giữa không trung, tản mát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Bạch Lệ, hình thần câu diệt, hải tinh tộc diệt tộc. Hết chương 219. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ thông qua Ví Mộ Mộ hoặc Banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.